nhưng thực ra Chúa yêu con hết tình. Chúa không bao giờ bỏ con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà thôi. Chúa luôn đồng hành với con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà đi. Con cứ ngỡ sao Chúa quay đi, nhưng thực ra Chúa đang đòi nhìn đến con. Con cứ ngỡ sao Chúa lại xa con, nhưng thực ra Chúa đang rất gần con. Chúa luôn đồng hành với con, mọi sương vui hay kỳ sầu tê tái, Chúa luôn đồng hành với con, lúc gian nan khi sương vui ngập tràn. Dạ thưa cha, năm nay con được 63 tuổi. 63, còn chi bà 80, bà còn không có tóc bạc, còn đến 63 tóc đã bạc hết rồi. Thương thấy rồi, bà 63 tuổi, bà ở đâu? Dạ thưa cha, con ở giáo phận Phú Cường, tỉnh Bình Dương. Rồi, được ơn gì của Chúa bà chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, dạ. Trước con cảm ơn Chúa và tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. À, con được ơn Chúa là thằng con của con có một thằng con trai mà nó nhậu 20 mấy năm nay. Mấy năm? Dạ 22 năm. Mà kia 23 năm. Nó nhậu 22 năm rồi nó về nó cứ chửi vợ con, nó đập cửa đập nhà, xong rồi á là con khổ lắm, con cũng đi á là đi thay đi bà, con có đạo nhưng mà con nghe ai chỉ đâu con cũng đi đó. Con dâu con nó cứ sàn nó than khóc, con bảo chứ mày có biết ai mà đi mà thư chết không, mày tao đi tao thư cho nó chết để cho con dâu con nó hết khổ. Con thương con dâu con lắm. Xong cái nó nói con không biết ai hết đó, cái tối con suy nghĩ nó chết rồi, mình nói vậy là mình có tội, cái hồi mình có đạo mình nói như vậy là mình có tội. Cái sao cái con cứ than, con buồn lắm. Con đi ra chợ xong có cái bà bán cá đó, bà mới nói, bà hỏi con vậy chứ bà bị Cha Long không? Cái con nói chứ Cha Long làm sao? Cái bà nói bà đi xuống cha cầu nguyện cho tôi đi nè, tôi con tôi nó quậy phá lắm mà tôi đi là tôi được ơn. Cái con mới nghe là bà thì con đi xuống nhà thờ Xuân Bắc đó, con kêu xe ôm chở con đi á, chở con đi 2 lần đến đó. Xong đến lần thứ 3 có cái chị đó, chị ở Mỹ Hảo, chị nói là chị đi xuống giáo điểm Tin Mừng này thì con cũng xin để con đi theo, rồi con xuống đây đó. Thì con đi 2 lần ở giáo xứ ở nhà thờ Xuân Bắc đó, con đi lần thứ nhất đó cha, con về con cũng cầu xin cũng con cũng chưa thấy gì. Cái lần thứ 2 nữa đó cha, là con về cái thằng con của con nó tự dưng nó bỏ rượu mà nó đi làm, nó bớt nó đi làm. Cái thằng con dâu con nó sang nó nói mẹ ơi, mẹ đi cầu xin Chúa đó, Chúa nhận lời mẹ rồi đó. Ảnh hôm nay ảnh không uống rượu nữa mà ảnh không có chửi con nữa đó. Xong cái ảnh đi làm, con nói nó đi làm nó không có tiền, thôi bây giờ con cho nó 1 triệu, rồi con gái con cũng cho nó 1 triệu với lại một chai dầu thơm để dần dần cho nó đi làm, bỏ túi cho nó đi làm. Xong cho cha ơi, nó đi làm hết 2 triệu, nó mới được 15 ngày nó nghỉ cha, nó không đi làm nữa. Con nói trời cha ơi, Chú ơi, giờ con bó tay rồi, con đi xuống với giáo điểm Tin Mừng, con cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, con lo thì thầm con nói với Chúa. Xong rồi cha đặt tay lên đầu con, xong rồi con về cứ mỗi 1-3 giờ là con đọc kinh lòng Chúa thương xót. Xong rồi á, mỗi một câu kinh cha là biết không, con đau khổ lắm, mỗi một câu kinh như vậy là con quỳ con lại, một câu kinh là con quỳ con lại, con cứ như vậy hết. Cái tự dưng làm sao con không biết nữa cha, nó xin nó đi làm rồi, bây giờ nó bỏ rượu nay 2 năm nay rồi cha, 2 năm nay rồi mà vợ chồng nó không cứ cãi vã nhau được êm ấm cha, nên con mừng lắm, con cảm ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn. Còn ơn thứ hai, hallelujah hallelujah
Chúng ta thấy không? Cái người phụ nữ băng huyết 12 năm, rồi cái thằng con, đứa con gái của ông ấy đang chờ đợi Chúa, Chúa cứ đụng đà, đụng đỉnh. Bà này bà cầu nguyện, tưởng là ngon rồi, tưởng là ngon rồi, những phút cuối lại dính một trái, rồi là coi như là lại từ đầu. Tại vì cái tội là đi cho nó bà ấy 1 triệu, rồi vợ cho thêm 1 triệu là có tiền nó lại sinh tật ra, có tiền thì nó lại ăn chơi ra. Cho nên là chúng ta cẩn thận vì ma quỷ nó luôn luôn là rình chờ. Trong bài đọc 1, ma quỷ là nó ghen tị. Nó ghen tị là vì sao? Vì nó thấy rằng những linh hồn này sắp vượt khỏi tay nó mà về với Chúa rồi. Cho nên nó ghen tị, nó muốn giật lại. Mà nó nhờ bà này đưa cho 1 triệu, vợ đưa cho 1 triệu, 2 triệu đấy đủ sức nó giật lại rồi. Thế nên lần cuối cùng là bà ấy cầu nguyện đến đây và không có đưa tiền cho nó nữa, mà phải để cho đưa lòng thương xót Chúa cho nó. Anh chị em mình cũng vậy, hãy tập đi, đừng có giải quyết mọi chuyện là cứ lấy tiền mà ra giải quyết, có khi nó còn tệ hại hơn nữa. Cho nên phải đưa người ta đến với lòng thương xót Chúa. Cũng cái đồng tiền ấy, thay vì anh chị em đưa cho nó để nó ăn nhậu, thì anh chị em dùng cái đồng tiền ấy mà mua cho nó cái máy để nó nghe, hay hơn nhiều, tốt hơn nhiều, lợi ích hơn nhiều. Thì anh chị em không tin thì cứ thử đi, cứ làm thử đi rồi. Thực ra Chúa yêu con hết tình. Chúa không bao giờ bỏ con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà thôi. Chúa luôn đồng hành với con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà đi. Con cứ ngỡ Chúa quay đi, nhưng thực ra Chúa đang đòi nhìn đến con cứ ngỡ sao Chúa lại xa con, nhưng thực ra Chúa đang rất gần con. Chúa luôn đồng hành với con,